Thật ra là Cass xin chào tất cả các anh chị đang theo dõi clip này. Hôm nay Lê Cass có một cái sản phẩm mới muốn chia sẻ tới cho anh chị có tên gọi là Thu Út. Sản phẩm được Lê Cass tự thiết kế, tự sản xuất, sử dụng 100% chất liệu da bò lớp 1 và được bảo hành chính hãng trọn đời tại Lê Cass Leather. Sản phẩm Thu Út có rất nhiều màu sắc khác nhau để có thể đi làm, đi chơi, đi du lịch với mức giá chỉ từ 2.350.000. Thu Út có hai kiểu đeo, một là kiểu đeo xách tay thanh lịch nhẹ nhàng, hoặc mình có thể sử dụng đeo vai, hay đeo chéo năng động khi cần. Thu Út được sử dụng chất liệu da bò lớp 1 nên da rất mềm mại, nhưng đấy chưa phải tất cả. Toàn bộ nội thất bên trong của Thu Út cũng được phối hoàn toàn bằng chất liệu da bò lớp 1. Thu Út có kích thước ngang đáy 18.8, cao 12 cm, độ rộng đáy là 11.3 cm, cùng với phần nội thất để được cực kỳ nhiều đồ. Sức chứa của Thu Út tuy nhỏ nhưng để được rất nhiều đồ khác nhau như ví tiền, điện thoại, bao kính, sổ. Và đây là phía bên trong cùng với dây móc thông minh tiện lợi. Và đặc biệt, với mỗi túi xách của Leica sẽ được tặng kèm thêm một cái tag name có thể khắc những nội dung yêu thích của chính bản thân mình để tạo ra dấu ấn riêng biệt. Để đặt hàng những chiếc Thu Út xinh đẹp cùng nhiều màu sắc khác nhau, anh chị vui lòng comment ngay dưới bài viết này với cú pháp là T22 cách số điện thoại để thợ da Leica có thể gửi những chiếc túi ví xinh đẹp tới cho anh chị ạ.